Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 21 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị khán giả tuần mới với nhiều sức khỏe, làm việc hiệu quả và đừng quên thực hiện quy định 5K để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác tiêm phòng gia súc đợt 1 tại Bắc Nẵm. Hiệu quả từ mô hình trồng rau trên đất đồi. Phủ sóng viễn thông tại Đồng Sơn. Thưa quý vị khán giả, vụ xuân năm nay cùng với cây lương thực, người dân đang phấn đấu trồng gần 2.000 hectare cây rau, đậu đỗ các loại để tăng thêm thu nhập. Trong đó, diện tích trồng nhiều tập trung ở các huyện Ba Bể 300 hectare, Bạch Thông trên 230 hectare, Na Rì hơn 400 hectare. Các loại rau màu được người dân trồng nhiều trong vụ xuân như đậu đỗ, dưa chuột, bí xanh thơm, bí đỏ, rau xanh các loại. Cùng với mở rộng diện tích, người dân đã chú trọng áp dụng các biện pháp an toàn trong sản xuất. Hiện nay, cây rau màu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Bà con nông dân đã chủ động tìm tòi nhiều giống mới, trái mùa để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Phát triển rau màu theo hướng liên kết có bao tiêu sản phẩm cũng đang được các địa phương chú trọng triển khai. Hiện nay, người trồng chè trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch chè vụ xuân. Chè xuân là lúa chè búp đầu tiên thu hoạch trong năm, có vị đậm đà, màu nước xanh, hương thơm mát, khác hẳn so với chè búp thu hoạch thời điểm khác trong năm. Giá bán cũng cao hơn, dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng 1 kg. Với thời tiết mưa phùn, độ ẩm cao khiến chè ra búp rộ nên người dân tranh thủ thu hoạch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 2.000 hectare chè, trong đó có hơn 1.800 hectare đã cho thu hoạch, 20 hectare được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hơn 20 hectare được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, 42 hectare diện tích đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Cây chè được xác định là ngành hàng chủ lực. Tỉnh Bắc Cạn đang tập trung phát triển theo hướng mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng. Thưa quý vị khán giả, hiện đang trong thời điểm giao mùa, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc có nguy cơ bùng phát cao. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Bắc Nẵm đã chủ động thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2022, vận động nhân dân hưởng ứng tiêm phòng, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại. Những ngày này, cán bộ thú y xã Nghiền Loan đang đi đến từng nhà để tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc. Để triển khai công tác tiêm phòng, xã cũng đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiêm để phòng chống dịch bệnh, lên kế hoạch tiêm phòng cho từng thôn. Trong đó, chú trọng nhất là tiêm phòng dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và đàn lợn. Tiêm phòng của năm đợt 1 của năm 2022 thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch và giao cho thú y xã tiến hành tiêm đợt 1 với cái số lượng tiêm năm nay tầm khoảng hơn 1.500 con. Thì xã cũng đã trước khi xây dựng kế hoạch thì xã cũng đã chỉ đạo cho cán bộ nông lâm với cán bộ thú y là có cái công văn xuống các thôn để rà soát tổng đàn, sau đó là tiến hành tiêm. Cho đến thời điểm này là bắt đầu là vừa mới đi tiêm được một thôn ạ. Bắc Nẵm là huyện miền núi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Với tổng đàn vật nuôi hiện có hơn 13.100 con trâu, bò các loại. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống các dịch bệnh trên đàn gia súc. Đối với các xã triển khai thống kê số gia súc, gia cầm thuộc địa bàn quản lý để đăng ký vaccine, trong đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Nẵm đã nhập về kho trên 8.200 liều vaccine lở mồm long móng, 8.200 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò, 2.000 liều dại chó và triển khai cấp đủ cho các xã, tổ chức phun khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2022, tiếp tục duy trì công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh tại các chợ, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì đơn vị đã phối hợp với chỗ phòng nông nghiệp tham mưu cho ủy ban huyện ban hành kế hoạch tiêm phòng triển khai trên địa bàn toàn huyện. Thì hiện tại thời điểm bây giờ thì các xã cũng đã có kế hoạch để triển khai, và hiện nay thì trung tâm đã cấp vaccine được cho 6/10 xã, và số thuốc cho vaccine cấp thì được gần 3.000 liều với vaccine tiêm phòng cho gia súc. Thôn này thì tất cả 100% là bà con là phát triển kinh tế bằng nghề chăn nuôi gia súc, đại gia súc thôi.
thì cũng hàng năm ấy cũng tuyên truyền vận động bà con là tiêm tiêm phòng vẫn là tiêm đầy đủ, đạt khoảng 80% trở lên. Là huyện vùng cao, địa hình phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, dân cư sống phân tán, cùng với đó là dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh, nhưng các thú y viên của các xã và thú y thôn bản vẫn đang tích cực đến từng gia đình để triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc. Huyện Bắc Nẵm phấn đấu sẽ hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc đợt 1 đạt trên 80% tổng đàn và xong trước ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị khán giả, do diện tích đất ruộng, đất soi bãi trên địa bàn thành phố Bắc Cạn ngày càng bị thu hẹp do tốc độ đô thị hóa, nên đã có một số hộ dân chuyển sang canh tác rau màu trên đất đồi và đã cho thu nhập ổn định. Trên diện tích gần 8.000 m2 đất đồi của bà Dung trước đây đã từng được trồng các loại cây ăn quả, sau đó mở quán cà phê vườn, rồi đến trồng cỏ để nuôi dê sinh sản. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế đạt thấp, nhận thấy nhu cầu rau xanh trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, trong khi đó nguồn cung phải lấy từ các tỉnh miền xuôi lên. Mặc dù giá cả thấp, nhưng người tiêu dùng hiện nay càng khắt khe hơn trong việc sử dụng sản phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc, nên bà Dung đã chuyển sang trồng rau. Những năm đầu, do là đất đồi, rất khô cằn, nên năng suất cây trồng không cao, gia đình phải cải tạo đất màu, xây kè chắn, chống sói mòn, lắp đặt máy bơm nước. Lúc đầu bà chỉ chuyên trồng rau ngót, mặc dù đầu ra ổn định, nhưng vất vả do phải dậy sớm, cắt hái đem đi chợ bán. Nhận thấy các loại rau gia vị trên địa bàn người dân còn trồng ít, chưa mang tính quy mô. Trong khi đó, các nhà hàng, quán phở, nhu cầu sử dụng loại rau này tăng cao, nên bà đã chuyển hẳn sang trồng các loại rau gia vị. Rau xuôi nó hay bị hỏng, xong rồi họ cũng bảo nghĩ là nó thuốc sâu cái thứ này, nên khó bán hơn. Nhưng bán lại ra chợ đây là họ cân ở đấy thì là nó lại bán lại cho các nơi, cho các nhà ăn cái thứ. Bà Dung chia sẻ kinh nghiệm, đối với rau gia vị thì chỉ cần trồng một lần là được thu hoạch quanh năm, và sau mỗi lần cắt hái là phải làm cỏ và chăm bón ngay để cây rau kịp phục hồi và cho thu hoạch lứa tiếp theo. Hiện nay mỗi ngày vườn rau của gia đình bà Dung cho thu hoạch từ 10 đến 15 kg. Với giá trung bình từ 30 đến 50.000 đồng một kg đã tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Hiện nay thì có hộ gia đình của cô Lê Thị Dung, thì gia đình đã rất là chủ động trong việc tận dụng các diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Mặc dù là ở đây là diện tích đất đồi, nhưng gia đình cô đã rất là tích cực, chủ động để cải tạo cái đất đồi này, diện tích đất đồi này để đưa vào sản xuất các loại giống rau thơm để phục vụ cho thị trường. Bấy lâu nay người dân chỉ trồng rau trên đất ruộng, đất soi bãi, nhưng việc trồng rau trên đất đồi với quy mô, diện tích lớn như của bà Dung là rất ít. Do vậy các ngành chuyên môn cần tuyên truyền, nhân rộng mô hình. Nằm trong dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, năm 2021, huyện Bạch Thông đã có 17 tiểu dự án được hỗ trợ thực hiện với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Nằm trong dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, năm 2021, huyện Bạch Thông đã có 17 tiểu dự án được hỗ trợ thực hiện với giá trị hơn 2 tỷ đồng. 17 tiểu dự án gồm nhiều hạng mục công trình như làm đường bê tông nội đồng tổng chiều dài hơn 1.100 m, đường cấp phối, mở rộng đường đi vào khu sản xuất tổng chiều dài 160 m, kè đường, làm mương bê tông được 26.000 m, xây dựng phai, đập, khoan giếng công nghiệp, hỗ trợ máy bơm. Nhờ đó, hơn 33 hectare ruộng của các thôn được hưởng lợi đã được cải thiện về điều kiện nước tưới sản xuất, trong đó 14 hectare ruộng được chuyển đổi từ một vụ sang hai vụ mỗi năm. Có thể thấy dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng đã giúp các thôn hưởng lợi có điều kiện sống, sản xuất tốt hơn. Năm 2022, dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại huyện Bạch Thông. Thưa quý vị khán giả, việc phủ sóng di động cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng cao. Trước yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo thông tin liên lạc, học tập, làm việc, thì hệ thống viễn thông càng trở nên quan trọng để người dân có cơ hội học tập, giao thương hàng hóa. Phản ánh của các phóng viên thời sự tại huyện Ngân Sơn. Thôn Khuội Ổn hiện nay đã có đường bê tông kéo dài từ trung tâm xã Hiệp Lực đến hết thôn, giúp bà con đi lại dễ dàng. Hiện nhiều người dân trong thôn đã có điện thoại thông minh, nhưng toàn thôn là vùng lõm của sóng viễn thông nên họ rất khó khăn trong liên lạc, tiếp cận khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế thông qua công nghệ 4.0. Cũng khó khăn lắm về vấn đề mạng liên lạc, thì nói chung là cũng có lúc có mà có lúc cũng không.
để xem cho thêm một cái mạng cho đỡ phải bà con đỡ được xem những cái truyền hình khác thì nó tốt đẹp hơn và nó sẽ được thoải mái hơn. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng nguồn lực được bố trí sóng truyền thanh, truyền hình, hiện đã bao phủ hầu khắp ở huyện Ngân Sơn, kể cả khu vực vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, 100% khu trung tâm các xã đã có sóng viễn thông, toàn huyện có khoảng 90% sóng viễn thông phủ hết thôn bản. Toàn huyện có 28 trạm phủ sóng mạng viễn thông VNPT, tuy nhiên toàn huyện còn khoảng 25 thôn bản chưa được phủ sóng viễn thông. Để có thể gọi điện được, bà con tại những vùng không có sóng phải leo lên những ngọn núi, ngọn đồi cao mới có thể gọi được một cuộc điện thoại. Nhiều bà con đã sắm được những chiếc điện thoại thông minh như thế này, tuy nhiên họ lại hạn chế trong việc là tiếp cận những cái mạng xã hội hoặc mạng thông tin, thì đồng nghĩa với việc là họ cũng hạn chế trong tiếp cận cái việc phát triển kinh tế, học tập các mô hình phát triển kinh tế. Chính vì vậy, tại rất nhiều thôn bản vùng cao, nơi mà không có sóng, phủ sóng điện thoại, thì điều kiện kinh tế của họ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Những thôn trắng sóng, các khu vực lõm sóng trên địa bàn huyện Ngân Sơn hiện đều là những thôn khó khăn, có địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng giao thông tương đối kém, mật độ dân cư các khu vực này khá thấp, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet không lớn, nên doanh thu tại các khu vực này rất thấp. Trong khi đó, chi phí đầu tư hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông Internet khá cao, từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên một trạm BTS, tùy loại trạm, khoảng 500 triệu đồng trên 1 km tuyến truyền dẫn. Chính vì vậy, trong đầu tư mạng lưới xóa vùng lõm sóng, các doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hiện trạng và cân đối nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái địa bàn này cũng có nhiều cái khó khăn bởi vì địa bàn là miền núi. Nên cái khu vực để mà đầu tư về vùng phủ hoàn toàn cho các thôn bản thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì cái này cũng liên quan vấn đề là khách hàng. Cái vùng núi thi công cũng như là đầu tư rất là khó khăn. Hiện trạng thì cũng đang có kế hoạch, sẽ xây dựng kế hoạch để lấp những vùng đen đấy để đảm bảo sóng cho phục vụ dân và chính quyền địa phương. Việc phủ sóng viễn thông là cần thiết để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ viễn thông, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế, dân trí với các khu vực khác. Đây cũng là mục tiêu các địa phương đang từng bước hoàn thiện để đảm bảo hoàn thành tiêu chí dịch vụ trong chương trình giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian gần đây, tình trạng đổ đất, chất thải xây dựng xuống bờ sông, suối, dọc đoạn qua các xã Mỹ Phương, Yến Dương, Chu Hương, Địa Linh của huyện Ba Bể đang diễn ra khá phổ biến. Dọc tuyến đường 258 đoạn từ thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đi huyện Ba Bể, không khó để bắt gặp những vị trí đổ đất với khối lượng lớn xuống ven sông, suối như thế này. Tại hiện trường, bên cạnh đất, đá còn có cả chất thải trong xây dựng bị các tổ chức cá nhân ngang nhiên đổ bừa bãi xuống bờ, thậm chí cả lòng suối. Đáng quan tâm là nhiều vị trí đổ đất nằm ngay khu dân cư, phía sau nhà dân và sát đường tỉnh 258. Việc đổ chất thải tràn lan xuống khu vực sông suối như hiện nay, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của nhân dân phía dưới hạ lưu. Chiều qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ gia đình hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông. Từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Cạn, đơn vị đã hỗ trợ đột xuất cho hai em học sinh là hai chị em trong một gia đình. Sinh năm 2013-2015 tại thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh. Đây là hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ mỗi suất 2 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn đơn vị cũng đã hỗ trợ lắp cửa và làm nền bê tông cho gia đình hai em nhỏ, tặng bàn học và đồ dùng học tập cho các cháu. Tổng giá trị hỗ trợ 15 triệu đồng. Số tiền này do các đoàn viên công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đóng góp để thực hiện. Tại huyện Chợ Đồn vừa xảy ra một vụ ngộ độc lá ngón khiến một người tử vong. Cụ thể, một nhóm gồm 6 người được thuê xây dựng một công trình tại thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. Trong bữa ăn tối ngày 18 tháng 3, nhóm người này đã tự nhặt rau rừng để làm thức ăn. Do không biết nên hái nhầm lá ngón về xào măng dẫn đến ngộ độc. Vì đau dạ dày, một người trong nhóm không ăn món rau rừng xào măng.
Đến đêm 18 tháng 3, 5 người đã ăn rau có lá ngón, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện Chợ Đồn cấp cứu. Tuy nhiên, một trong 5 người này đã tử vong trước khi nhập viện. 4 người còn lại trong tình trạng suy hô hấp, đau bụng, nôn nhiều và được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cấp cứu. Đến nay, 4 bệnh nhân này đều đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự.